Ok, cảm nhận của em sau khi mà được remodel á, là rất là vui vẻ, rất là mừng. Tại vì có coi nhiều cái video á, rồi xong thì có ước mơ là một ngày nào đó được chị Hồng Sâm lại đây giúp đỡ. Cái ước mơ thành sự thật cho nên rất là vui, rất là mừng. Em rất là cảm ơn hội từ thiện của chị Hồng Sâm. Em hy vọng là tiệm của em làm ăn phát triển để mà em có cơ hội chung tay góp sức với hội từ thiện của chị sau này. We'll be right back.